Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Ủa trong đây có chị nào có bồ chưa vậy? Dạ em chưa có bồ. Đây là Huệ. À, để biết đặt tên YouTube gã bán hết. Tên YouTube là gã bán hả? Thời sắp tới rồi. Ở đây là Hội Ế nha cả nhà. Ai có nhu cầu liên hệ tới em. Đồ hôm nữa xin đi nữa không? Thấy thịt khoai ngon xin đi phó chị mua thịt. Bán sổ, bán sổ. Được chưa? Em nghĩ chắc được rồi, cũng có thể là nếu được tắt luôn thì hợp lý hơn. Được rồi đó. Ok, được rồi đó. Thì hôm nay Thương không có đi chung với gia đình nha cả nhà. Thương đi chung với mấy anh chị đi xuống Cần Giờ nè cả nhà. Đây, biển Cần Giờ nha. Ngoài biển thì nó hơi xa, nó không có xuống tắm được đâu. Hậu ơi kìa, anh kêu kìa. Chị Hậu có gì chứ mà nghe chụp hình cái là tạo dáng khí thế đó. 1, 2, 3 không? Chụp hình đâu không? Không hề chụp hình nha. Đã bảo là đừng có chụp hình mà. 1, 2, 3. Tôi thấy nắng lên đỉnh đầu quá. Wow. Giờ ngoài nắng mà. Wow. Có sạch té luôn á. Có sạch té luôn á. Có sạch té kìa, ngay dưới chân bà đó bà. Vô quét hả? Đấy, có kìa, có quét hả? Dưới kìa. Đây. Chuẩn bị chú đáo lắm, để em quét đây cho. Rồi anh ra anh cầm máy quay đi anh Phúc. Anh ra anh cầm máy quay đi cho tụi em ấy cho. Trời đất ơi, kinh em mà để em cầm cái điện thoại miết luôn á. Không nào chấp nhận được. Ủa chị ơi, bây giờ mình bỏ con bạch tuộc lên hả? Tôi có ly nhỏ để ai cất cỡ. Tại vì mỗi lần đi quay mấy này anh hai em làm mà em không làm. Nó làm báo mà. Em chỉ có báo thôi. Em bỏ nó lên nha. Bỏ lên nha. Yên tâm em báo không ai chửi hết. Báo sơ hở là anh đi anh ngồi anh đứng đó cũng được. Mình có dao này có cần xẻ đâu không? Xẻ con gì chị? Con này hả? Xẻ khứa ra. Không mình nướng.
nướng cho gần chín đi. Ừ, rồi mình mới cắt ra. Ý là khứa khứa ra cho nó thấm cho gì. Cái này cũng ý là mình cũng nướng như vậy xong rồi mình khứa sau. À. Nghe con này nó bị cục chân rồi. Ủa nó có tắt cái chân mà. Nhưng mà nó bị cục một chân nè. À vậy hả? Cái thân bà đó, bà đó, tôi ngồi nãy giờ ở đây bà có lấn lấn bà đó bà. Rồi xong. Thôi sao là đây là báo cuối cùng. Không. Tao không phải nha. Đây, đó nhìn thấy không? Người ta chụp hình có tâm chung sủng với ai chứ, không ai nhanh chứ. Chụp hình phải lăn lộn vậy đó mới gọi là chụp. Đây. Để anh ra xuống biển anh lết dưới vậy. Cho cái máy quạt hay điều hòa cũng được mọi người. Đây, đổ thêm sa tế ra. Đây điều hòa biển chưa đủ hả? Đây này. Rất là nóng luôn á. Đổ mồ hôi quá trời. Chà, quá ngon nha. Tất nhiên. Đổ hết ra luôn đi. Anh quay cận cảnh chị Hậu quét quét nó đi. Thôi, quét đi Hậu. Từ từ. Mẹ coi. Mẹ dò giờ chứ rồi đó mày. Hại này. Nhớ lật lật mấy con mực chỗ này để chị quét nữa nha em. Ok. Từ từ, đặt tuột này là phải chỗ đó. Mới đại cái nư của nó. Lật 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 mấy mụn mực này đi. Để em còn. Đừng có rơi rớt đầu nó nghe. Bà đó bà. Bà bám hủ. Bà báo lắm. Trang thì có khi mình đã cho ăn no. Trang này ăn no cho em. Trang nãy giờ ăn á. Đến hồi mọi người ăn cái răng còn ngon rồi không ăn được. Tiếng ra món nào nãy giờ nó không thử nữa. Nó thử độc hết. Nên lúc ngồi ăn là thấy ra ngoài kia đứng chụp hình rồi, nghỉ rồi, nghỉ ăn rồi, no rồi. Không biết, không biết. Cái nào, không cái đó là cái mực của nó. Ờ túi mực. Đừng có làm xì ra nó đi. Ờ xì ra đen hôi đó. Mình đang cắt gọt, đang tỉa. Được không vậy ba? Được. Phải được chứ. Có túi mực cắt không xong nữa là thôi. Cái đó đâu phải đâu. Vậy mà ai nói chú mực? Em nói cái nằm ở trong đó. Chuẩn bị cắt ra cái nó xì túi mực cái cười ẻ luôn. Trời. Cắt ra nướng nó mới ngon. Cắt được rồi đó. Có cắt túi mực thôi là muốn hết giờ rồi đó. Tao chị Hậu quẩy lên. Có nhà kìa. Nước ngọt mà đã cà lâm rồi. Bạn ai chết chết mà hàng luôn đó ha. Ê, cái này hả em thấy nó có một cái gì đó giống từ trong bầu. Nhưng mà nó thơm hơn trong bầu. Nó đặc trưng hơn. Cái này là được bên Hàn Quốc á. Sô chu à? Sô chu. Ngon cứ uống đi em, thoải mái đi. Thoải mái đi kệ em. Tôi bảo rồi mà. Ê, không có anh hai với ba mẹ đây cũng thoải mái rồi. Mà có thì cũng uống thoải mái hả? Ừ có cũng thoải mái. Một, hai, ba, vô. Ba, vô. Hai, ba, vô. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. 2023. Here I am.